Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng đại diện các sở ngành của tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak Lào do đồng chí Ville von Budakham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Bình Dương. Tại buổi làm việc, trên tinh thần hợp tác tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, tổng kết đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2016-2021 và đề ra phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2022-2026. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2026, hai tỉnh sẽ tập trung thực hiện 10 nội dung hợp tác chủ yếu trên các lĩnh vực trong đó, hai bên sẽ trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm làm việc, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Tỉnh Chăm Ba Sắc tiếp tục hỗ trợ khảo sát, quy hoạch diện tích đất trồng cao su để đề nghị chính phủ Lào giao đất cho công ty cổ phần cao su dầu tiếng Việt Lào thực hiện thành công dự án đầu tư trồng 10.000 hecta cây cao su tại tỉnh Chăm Ba Sắc, đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến mũ tại huyện Ba Chiên hai bên cùng hợp tác hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho trường đại học thủ dầu một và trường đại học chăm ba sắc tiến hành các hoạt động nghiên cứu hợp tác trao đổi học thuật chuyển giao chương trình đào tạo bên cạnh đó hai bên sẽ dành các suất học bổng cho sinh viên học tập tại các trường đại học của nhau bình dương hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng ngắn hạn cho cán bộ hội trí cấp cao tỉnh chăm ba sắc nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bình dương đồng chí vilevong budakham bí thư tỉnh ủy tỉnh trưởng tỉnh chambasak đã trao bằng khen của tỉnh trưởng tỉnh chambasak cho ba tập thể gồm văn phòng tỉnh ủy bình dương văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và sở ngoại vụ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh bình dương và chambasak